Xin kính chào quý vị khán thính giả đang theo dõi chương trình Thời sự 365. Chúc quý vị cùng gia đình sẽ có được những thông tin bổ ích khi theo dõi video của chúng tôi. Quý vị đừng quên nhấn nút like, đăng ký kênh và bật chuông thông báo để ủng hộ cho ban biên tập chương trình. Nếu có bất cứ ý kiến đóng góp nào, xin hãy để lại trong phần bình luận ở phía bên dưới. Còn bây giờ, như thường lệ, hãy cùng chúng tôi điểm qua những tin chính đáng chú ý trong ngày hôm nay. Phản công quá đà, đột kích phòng tuyến Nga-Ukraine bị trả đũa, tổn thất không hề nhỏ. Các bạn thân mến, gió đã đổi chiều theo hướng có lợi cho Ukraine. Hay mọi thứ vẫn nằm trong vòng bí ẩn với câu nói nửa vời của Tổng thống Putin, Nga chưa thực sự bắt đầu nghiêm túc. Những tưởng mục tiêu của ông Zelensky chỉ là giải phóng lãnh thổ, nhưng có vẻ như nhà lãnh đạo này đang muốn nhiều hơn thế. Để kéo dài chiến thắng của mình, Ukraine đã pháo kích vào khu vực Belgorod của Nga, gây thiệt hại về nhân mạng và cơ sở hạ tầng. Hậu quả nhận lại là đòn đáp trả của Nga khiến hơn 500 binh sĩ thiệt mạng. Đường dài mới biết ngựa hay, là làm suy yếu đường Moscow hay không thì chưa rõ. Tuy nhiên, điều đáng lưu tâm là Mỹ vẫn im lặng đầy bất thường trước bước tiến lớn của Ukraine. Đầu tiên, thống đốc vùng Belgorod, Vyacheslav Gladkov cho biết đã xảy ra cuộc pháo kích của quân đội Ukraine khiến một dân thường thiệt mạng và hai người khác bị thương. Các quả đạn lọt khe qua hệ thống phòng không của Nga cũng đã phá hủy 3 phương tiện và đốt cháy 8 ngôi nhà. Hệ thống phòng không được kích hoạt nhưng vẫn có thiệt hại trên mặt đất. Trạm biến áp bị hư hỏng và việc cung cấp điện cho thị trấn bị gián đoạn. Hiện các tòa nhà công cộng được chuyển sang nguồn điện thay thế. Đây là cuộc tấn công thứ hai của Ukraine trong tuần này và gây thương vong cho dân thường. Trước đó, ngày 12 tháng 9, các lực lượng Ukraine đã nhắm mục tiêu vào thị trấn Zuralevka, làm một người thiệt mạng và 4 người khác bị thương. Phải chăng phía Ukraine với vũ khí hiện đại được Mỹ và phương Tây trang bị đang phát huy hiệu quả đánh lui Nga dễ dàng? Điều này chưa thể khẳng định được chắc chắn. Nếu quân Nga bị đánh bại như vậy thì Mỹ và phương Tây đã không đợi đến tận bây giờ mới phản công mà đã tiêu diệt nước Nga từ rất lâu rồi. Bất chấp những phát biểu mang đầy tính thận trọng của Mỹ và Đức, sau khi giành lại được vùng đất rộng lớn 6.000 km2, chính quyền Tổng thống Zelensky hăng máu quyết tâm tấn công vào lãnh thổ Nga để tận dụng đà chiến thắng. Thế nhưng, hậu quả họ lại nhận ngay sau đó rất đau đớn, 500 binh lính Ukraine thiệt mạng và bị thương. Tới đòn tấn công của Nga ở Mykolaiv và Kherson, ngay khi Ukraine được phương Tây viện trợ vũ khí tầm xa, Moscow đã lên tiếng cảnh báo nếu lãnh thổ Nga bị tấn công, cuộc chiến sẽ rẽ sang một hướng nguy hiểm không thể lường trước được. Vào hôm 15 tháng 9, đòn tấn công của lực lượng vũ trang Liên bang Nga tại các khu vực Mykolaiv và Kherson đã khiến 500 binh sĩ Ukraine thiệt mạng và bị thương. Kết quả của các cuộc tấn công lớn bằng hỏa lực là các lữ đoàn cơ giới số 28 và 24 của lực lượng vũ trang Ukraine cũng như lữ đoàn đổ bộ đường không số 46 của lực lượng vũ trang tại các khu vực định cư của khu vực Kherson đã bị mất đến 500 binh sĩ. Hơn 40 thiết bị quân sự bị phá hủy. Không quân Nga cũng thực hiện các cuộc tấn công bằng vũ khí dẫn đường chính xác ở khu vực Kharkov và các điểm triển khai quân đội Ukraine tiêu diệt tới 30 binh sĩ. Chiến dịch thiêu quân bất chấp của ông Zelensky diễn ra trước đó. Vào sáng ngày 14 tháng 9, các đơn vị thuộc lực lượng vũ trang Ukraine tìm cách đột nhập phòng tuyến gần khu định cư ở các vùng phía Nam. Kết quả là sau 3 lần kiên quyết đột phá tuyến phòng thủ, nhờ hành động khéo léo của các đơn vị pháo binh và súng trường cơ giới của quân đội Nga, Ukraine đã bị chặn lại và rút lui về vị trí chịu tổn thất nặng nề. Một xe tăng bị hỏa lực từ vũ khí chống tăng Nga phá hủy. Sau trận chiến, lực lượng Ukraine đã mất hơn 50 binh sĩ. Khi Ukraine ăn mừng với chiến thắng vang dội tại Kharkov, họ quên mất một điều đặc biệt rằng quân Nga không bỏ các vị trí đóng giữ, rút lui rất nhanh chứ không tổ chức phòng thủ hay sử dụng vũ khí hạng nặng cũng như không có không quân ngăn cản. Liệu có phải đến lúc gió đổi chiều mang lại lợi thế cho Ukraine hay không? Trong chiến tranh, rút lui mà bảo toàn lực lượng là điều cực khó từ thượng cổ, khi lôi binh viên tướng giỏi nhất bao giờ cũng có nhiệm vụ đi sau cùng, bảo vệ cho đoàn quân khỏi thiệt hại do bị truy kích. Khi tiến đánh, đối thủ trước mặt hoàn toàn có thể chủ động cho mọi hành động, nhưng khi rút lui thì khác, đối thủ ở sau lưng rất dễ bị rối loạn, tan rã bộ phận quân lực khi bị đòn tấn công, tập hậu rơi vào thế binh bại như núi lở. Thật khó đoán Tổng thống Nga Vladimir Putin mưu tính việc gì khi quân chủ lực Nga ở khu vực này biến mất như tàng hình. Nhiệm vụ phòng thủ phần lớn cho lực lượng tại chỗ như dân quân địa phương nên thất thủ trước lực lượng hùng hậu của Ukraine là điều dễ hiểu. Trong đội hình có cả lính đánh thuê thiện chiến, không ai dám coi thường, chủ quan trước sức mạnh của vũ khí Mỹ và phương Tây, nhất là các loại vũ khí lợi hại như máy bay không người lái giám sát Sky Eagle, hệ thống tên lửa bức xạ tốc độ Carl Harps, tích hợp radar, pháo phản lực HIMARS.
về khoa học quân sự, đặc biệt là về vũ khí, thì Mỹ và phương Tây là những con hổ thực sự, cộng thêm hệ thống vệ tinh do thám định vị dẫn đường siêu hiện đại. Thay vì tổ chức giành lại các khu vực có tính trọng yếu về hậu cần, phía Nga lại tổ chức người dân di tản vào sâu khu vực họ kiểm soát, đồng thời dùng vũ khí chính xác cao như tên lửa Kalibr tấn công các cơ sở hạ tầng năng lượng của Nga. Các nhà máy điện tại Ukraine đều xây dựng và vận hành từ thời Liên Xô, do vậy khi bị phá hủy đều không có khả năng phục hồi và làm nhiều vùng bị cắt điện, mất nước, cắt mạng Internet. Mục đích của Nga nhằm đưa quân đội Ukraine vào các khu vực vừa chiếm được vào tình thế khó khăn khi mất điện, mất nước, cũng như triệt tiêu khả năng vận chuyển vũ khí bằng tàu điện trên toàn Ukraine, đồng thời chứng minh rằng Nga không cần phải pháo kích vào các nhà máy điện nào hết như phía Ukraine đã cáo buộc, khi chỉ cần vài quả tên lửa là đủ, xóa sổ nhà máy điện và lưới điện của Ukraine. Thiếu điện, không có nguồn sạc cho máy bay, không người lái, tên lửa chống tăng Javelin sẽ gây tê liệt rất nhiều hành động quân sự. Chúng ta cần chờ đợi thêm, theo dõi các hành động tiếp theo của cả hai phía khi mùa đông đang đến gần. Nga tiếp tục dùng năng lượng làm vũ khí. Khi biết rõ về năng lượng, Nga như người khổng lồ, còn châu Âu là các chú lùn. Nga chờ đợi sự phát sinh mâu thuẫn trong nội bộ tại châu Âu do thiếu hụt năng lượng, chờ đợi làn sóng biểu tình của người dân châu Âu đang có xu hướng bùng nổ sau việc thanh toán các hóa đơn điện và ga cao chót vót, chờ đợi cơ hội bất ổn của đối thủ để thu lợi cho mình. Việc Ukraine nhờ thành công của chiến dịch này sẽ dễ dàng hơn trong việc yêu cầu Mỹ, phương Tây tiếp tục viện trợ vũ khí, trang thiết bị quân sự. Đối đầu với Nga đường dài mới biết ngựa hay. Cuộc đối đầu giữa Nga với Mỹ và phương Tây tại chiến trường Ukraine còn nhiều cam go khốc liệt khi hai bên tiếp tục tung đòn mới nhằm triệt hạ nhau. Cho dù Mỹ và phương Tây vẫn khôn ngoan giữa lằn ranh đỏ kiềm chế để Nga không sử dụng vũ khí hạt nhân, thì họ vẫn dùng các chiến thuật tiêu hao nhắm vào Moscow để làm họ suy yếu và kiệt quệ. Ngược lại, phía Nga vẫn chưa bung hết lực lượng và sức mạnh khi tổ chức tập trận quy mô lớn Vostok năm 2022 với hơn 50.000 quân, hơn 5.000 vũ khí và thiết bị quân sự, hàng trăm máy bay, tàu thuyền tham gia. Các máy bay ném bom chiến lược Tu-160 Thiên Nga Trắng vẫn chưa xuất kích để ngăn cản quân đội Ukraine. Gió đã đổi chiều, nay mọi thứ vẫn nằm trong vòng bí ẩn về câu nói của Tổng thống Putin: Nga thực sự chưa bắt đầu nghiêm túc tại Ukraine. Quyết định gây chiến tranh là các quyết định không đơn giản, để mọi người dễ hiểu, điều đó thuộc về giới chính trị gia tinh hoa, những người luôn coi không có bạn bè vĩnh viễn, chỉ có kẻ thù vĩnh viễn, chỉ có lợi ích quốc gia là vĩnh viễn, đặc biệt là các nước lớn. Trong bối cảnh này, những ông lớn NATO vẫn tỏ ra thận trọng trong chiến dịch phản công của Ukraine. Phương Tây liên tục cung cấp vũ khí, tiếp viện chiến dịch phản công của Ukraine. Thưa các bạn, Đức, Mỹ, Hy Lạp tiếp tục công bố các gói viện trợ vũ khí mới nhằm hỗ trợ Ukraine trong chiến dịch phản công ở miền Đông và miền Nam. Bộ trưởng Quốc phòng Đức Christine Lambrecht ngày 15 tháng 9 thông báo nước này sẽ chuyển cho Ukraine hai tổ hợp pháo phản lực MAS-2, 200 tên lửa và 50 xe bọc thép chở quân Dingo. Bộ trưởng Quốc phòng Đức cũng cho biết việc huấn luyện lực lượng Ukraine sử dụng tổ hợp pháo MAS-2 dự kiến sẽ bắt đầu vào tháng 9. Theo Bộ trưởng Lambrecht, Hy Lạp sẽ sớm gửi 40 xe chiến đấu bộ binh BMP-1 IFV từ thời Liên Xô cho Ukraine sau khi hoàn tất thỏa thuận. Đổi lại, Hy Lạp sẽ nhận lần lượt 40 xe thiết giáp Marder của Đức. Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 15 tháng 9 cũng công bố gói viện trợ vũ khí mới trị giá $600 triệu cho quân đội Ukraine. Gói vũ khí mới của Mỹ dự kiến sẽ cung cấp đạn dược cho quân đội Ukraine, trong đó có đạn cho hệ thống pháo phản lực cơ động cao HIMARS. Theo hai nguồn tin giấu tên, gói viện trợ mới của Mỹ cũng bao gồm đạn dược cho các lựu pháo của Ukraine. Đầu tháng này, Ngoại trưởng Thụy Điển Ann Linde tuyên bố nước này sẽ cung cấp một gói hỗ trợ quân sự trị giá 50 triệu euro cho quân đội Ukraine. Theo đó, Thụy Điển sẽ cung cấp cho Ukraine một lượng lớn đạn pháo để tiếp sức cho chiến dịch phản công. Thụy Điển cũng để ngỏ khả năng cung cấp cho Ukraine hệ thống pháo phản lực tự hành uy lực Archer cùng tổ hợp pháo phòng không RBS-70. Trước đó, Cộng hòa Séc đã chuyển đến Ukraine 72 xe tăng chiến đấu chủ lực T-72. Quyết định này được đưa ra sau khi Đức đồng ý hỗ trợ Cộng hòa Séc thay thế số xe tăng T-72 này bằng các xe tăng Leopard hiện đại hơn. Ukraine gần đây đã kêu gọi các nước, trong đó có Đức, tăng cường cung cấp vũ khí sau chiến dịch phản công thành công ở một số khu vực. Ukraine nhiều lần chỉ trích Đức vì chần chừ trong việc chuyển giao vũ khí nhằm giúp Kiev đối phó chiến dịch quân sự của Nga. Theo Financial Times, một số đồng minh phương Tây đã ủng hộ cuộc phản công thành công của Ukraine ở khu vực Kharkov, buộc Nga phải rút quân vào tuần trước. Do vậy, các nước này đề xuất gửi máy bay chiến đấu cho Ukraine. Các quốc gia phương Tây trước đây từng từ chối cung cấp máy bay chiến đấu cho Ukraine với các lý do như mất nhiều thời gian đào tạo phi công Ukraine, các vấn đề về bảo dưỡng các hệ thống vũ khí tiên tiến trên mặt đất và nguy cơ leo thang xung đột với Nga.
trong thời gian gần đây, khi quân đội Ukraine đang phải căng mình trên nhiều mặt trận nhằm phản công giành lại vùng lãnh thổ phía Nam và phòng thủ trước đà tiến công của Nga ở vùng Donbass tại miền Đông, các đồng minh phương Tây liên tục viện trợ thêm vũ khí nhằm tiếp sức cho Kiev. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova ngày 15 tháng 9 cảnh báo, nếu Mỹ quyết định cung cấp tên lửa tầm xa hơn cho Kiev, Washington sẽ bị coi là vượt lằn ranh đỏ và trở thành một bên trực tiếp tham gia vào xung đột. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị khán thính giả tới những giây phút cuối cùng. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong những bản tin tiếp theo.